Quý vị đang đến với bản tin Covid-19 trên các nền tảng của FBNC. Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại Việt Nam, Bắc Cạn có 4 bệnh nhân đang điều trị khỏi tái dương tính SARS-CoV-2. Thêm một số khu dân cư ở Bình Phước bị phong tỏa vì Covid-19. 5 trường hợp dương tính mới ở Hưng Yên, có một người là nhân viên y tế. Vĩnh Long phát hiện bệnh nhân dương tính với Covid-19 dù đã được tiêm vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ngưng 70 chợ truyền thống nếu không đảm bảo an toàn phòng dịch. Trên thế giới, số ca tử vong hàng ngày cao kỷ lục tại Thái Lan. Indonesia khẩn cấp sử dụng các biện pháp ngăn chặn Covid-19. nay ghi nhận các ca nhiễm mới tăng trong cộng đồng. Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 7, Việt Nam có thêm 260 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 258 ca còn lại ghi nhận trong nước thông tin về các ca bệnh này như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 154 ca, trong đó có 116 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly khu vực phong tỏa, 38 ca đang điều tra dịch tễ. 48 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Dương có 26 ca liên quan đến công ty tại thành phố Thủ Dầu 1, 3 ca liên quan đến công ty tại thành phố Thuận An, 11 ca liên quan đến khu nhà trọ Nhị Đồng, 4 ca liên quan đến khu nhà trọ Đức Tân, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Một ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh có liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp khắc niệm đã được cách ly từ trước. 10 ca ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Có 6 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. 2 ca liên quan đến chợ màng màng. 2 ca đang điều tra dịch tễ. 5 ca ghi nhận tại Hưng Yên là các trường hợp trong khu cách ly khu vực đã được phong tỏa. 3 ca tại tỉnh Hà Tĩnh là các trường hợp trong khu vực cách ly và khu vực đã được phong tỏa. 1 ca ghi nhận tại Bình Phước có tiền sử về từ tỉnh Bình Dương. 28 ca ghi nhận tại tỉnh Long An có 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 17 ca liên quan đến bệnh viện Đa khoa Long An, 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền, 4 ca liên quan đến chợ Đầu mối Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. 3 ca ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là các F1 trong khu vực cách ly và khu vực đã được phong tỏa. 4 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Một ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp là F1 có liên quan với bệnh nhân mắc COVID-19 trước đó. Như vậy, đến 12 giờ trưa nay, Việt Nam ghi nhận 17.312 ca mắc COVID-19. Số ca tử vong là 81 ca, số ca được điều trị khỏi là 6.840 ca. Về tình hình điều trị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Cạn cho biết vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2, bao gồm các bệnh nhân 7991, 6835, 5631 và 6855. Theo đó, 4 trường hợp đang cách ly y tế tại khu cách ly tập trung trường cao đẳng Bắc Cạn, thành phố Bắc Cạn. Trước đó, bệnh nhân 7991, sinh năm 2000, trú tại xã Cổ Linh, huyện Bắc Nậm, đã điều trị tại Bệnh viện Gia Chiến số 2, nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang và có kết quả dương tính vào hôm qua. Bệnh nhân 6835, sinh năm 1989, trú tại xã Cổ Linh, huyện Bắc Nậm, cũng đã điều trị tại bệnh viện trên về địa phương và cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào hôm qua. Tương tự, bệnh nhân 5631, sinh năm 1996, trú tại Bản Cải, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, đã điều trị tại Bệnh viện Giả Chiến, truyền nhiễm số 2, Bệnh viện Quân Y 103, Trung đoàn 831, xã Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang và bệnh nhân 6855, sinh năm 1985, trú tại xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm, đã điều trị tại Bệnh viện Giải chiến số 2 tại xã Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang, cũng có cùng kết quả này. Như vậy, đến sáng ngày 1 tháng 7, toàn tỉnh Bắc Cạn có 17 trường hợp tái dương tính. Trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 6 đến 7 giờ ngày 1 tháng 7 tại Nghệ An, phát hiện thêm một trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Theo đó, bệnh nhân này là nam, sinh năm 1980, thường trú tại đường Đặng Thái Mai, phường Hương Đông, thành phố Vinh, sống cùng bố và mẹ. Và đây cũng là hai trường hợp dương tính đã được công bố trước đó. Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ 27 đến 30 tháng 6 vừa qua, bệnh nhân này cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến hôm qua, bệnh nhân này lại cho kết quả dương tính và được đưa vào khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính. Như vậy, đến sáng nay, tỉnh Nghệ An phát hiện 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Vinh có 66, huyện Diễn Châu có 15 trường hợp. Cũng trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đã ghi nhận thêm 3 trường hợp mới mắc Covid-19. Đây là các bệnh nhân F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Được biết các bệnh nhân đều ngủ tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, gồm một bệnh nhân 38 tuổi, một bệnh nhân 35 tuổi và một trường hợp mới 5 tuổi. Các bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm lần 2 mới khẳng định dương tính, ngành y tế tỉnh này cho rằng ba trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến chùm bệnh ở xã Thạch Long mà nguồn lây cho chùm bệnh này xuất phát từ bãi tắm nước ngọt huyện Lộc Hà. Trước đó, một thanh niên ở địa phương đã từng đến điểm tắm nước ngọt ở biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà. Đáng nói, thanh niên này đã từng bị nhiễm bệnh và tự khỏi trong thời gian mắc COVID-19 đã lây lan cho một số người khác. Như vậy, tính từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, Hà Tĩnh ghi nhận 113 bệnh nhân covid-19 trong đó có 22 trường hợp liên quan đến các chùm ca bệnh tại xã Thạch Long. Như FBC đã đưa tin sau khi đối mặt với số ca nhiễm Covid-19 ở cấp độ 5, đặc biệt là các ca nhiễm cộng đồng, trong đó có nhiều công nhân, tỉnh Bình Dương đã yêu cầu chi viện từ Bộ Y tế và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Đúng như địa phương nhận định, tình hình đã căng thẳng hơn khi mới đây tỉnh đã phát hiện thêm ca dương tính. Và ngay trong tối qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Duy Đạt, tỉnh này đã ra quyết định khẩn khoanh vùng phong tỏa, cách ly tạm thời một số khu dân cư có liên quan. Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, lực lượng chức năng đã tiến hành khẩn cấp các biện pháp chống dịch tại khu vực phong tỏa, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, cụ thể các khu vực nằm trong diện nguy cơ gồm xung quanh phòng khám đa khoa 24 trên 24 thuộc tổ 3 ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chân Thành. Hai bên tuyến đường DT 751 gồm một phần tổ 3 ấp Hiếu Cảm và một phần thuộc tổ 2, tổ 3, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chân Thành với diện tích là 4 hecta với khoảng 100 hộ dân. Kế đến là một khu vực thuộc tổ chính b khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, phạm vi phong tỏa tạm thời thuộc khu phố 2, khu phố 3, thị trấn Chơn Thành. Thời gian thực hiện từ 20 giờ ngày hôm qua cho đến khi có thông báo mới. Vào hôm qua, địa phương này đã phát hiện ca nhiễm là nam 40 tuổi, tạm trú ở Di An, Bình Dương, đến Chơn Thành làm thầu xây dựng. Bệnh nhân đã chủ động đến Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, đề nghị test nhanh COVID-19 khi có các biểu hiện ban đầu. Qua hai lần xét nhanh bệnh nhân đều có kết quả dương tính với COVID-19. Về tình hình dịch bệnh tại Hưng Yên, tối qua tỉnh này phát hiện thêm 5 người có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ và Khoái Châu. Riêng ổ dịch huyện Yên Mỹ có một trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên y tế. Theo thông tin ban đầu, huyện Yên Mỹ có 4 trường hợp nhiễm mới gồm một nhân viên y tế sinh năm 1972 làm việc tại khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6, nữ nhân viên y tế này đi lấy mẫu xét nghiệm ở các khu cách ly và khu vực phong tỏa trên địa bàn huyện, gồm các xã Thanh Long, Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ, trường đại học công đoàn, công ty Tân Thanh. Đến hôm qua, thì chị này được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2 ổ dịch công ty Tân Á Đại Thành trụ sở ở thị trấn Yên Mỹ có hai công nhân mắc COVID-19, cùng trú tại thôn Long Vĩ, xã Thanh Long, trước đó có tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 và đã được cách ly. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nam Bảo có một bệnh nhân sinh năm 1990 ở thôn Đậu Xá, thị trấn Yên Mỹ là kế toán của công ty này mắc COVID-19. Bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 trước đó. Còn tại huyện Khói Châu có một trường hợp. F1 trở thành F0 là một cụ bà sinh năm 1933 ở xã Hồng Tiến. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, tỉnh này vừa phát hiện trường hợp thứ ba lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là bệnh nhân 17036 vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay. Theo đó, bệnh nhân này là nữ 27 tuổi, quê ở ốc Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Đáng nói, trước đây bệnh nhân này đã được tiêm vaccine COVID-19. Theo thông tin từ ngành y tế Vĩnh Long, bệnh nhân này làm việc tại tiệm cắp tóc ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 6, bệnh nhân về quê ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 30 tháng 6, bệnh nhân đến trung tâm y tế huyện Tam Bình lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Được biết trước đó, ngày 21 tháng 6, bệnh nhân cũng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày trong sáng nay, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã truy vết được 8 trường hợp F1, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần khác. Bệnh nhân này là trường hợp thứ 3 tỉnh Vĩnh Long phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng. Trước đó, tỉnh này có 2 bệnh nhân, một quê ở Tiền Giang và một quê ở Đông Tháp. Liên quan đến công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố vừa cho biết hiện đã áp dụng các biện pháp chống dịch tại các chợ truyền thống như giãn cách hay phát phiếu đi chợ. Tuy nhiên, nếu chợ không đáp ứng được quy định về phòng chống dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tiến hành đóng cửa. Tính đến cuối tháng vừa qua, thành phố đã có 70 trên 234 chợ trên địa bàn ngưng hoạt động do liên quan ca mắc hoặc không đảm bảo phòng dịch. Sở Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đóng cửa những chợ không đảm bảo phòng chống dịch những chợ làm tốt công tác này sẽ được mở cửa. Theo tính toán, sức mua tại các chợ truyền thống đã giảm từ 30 đến 60%. Hiện nay, Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa lương thực đến điểm bán, đến khu cách ly tập trung, đảm bảo luân chuyển hàng hóa trong điều kiện cho đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn tạm đóng cửa. Còn tại Long An, tối qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này cho biết, tỉnh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thị trấn Long Bình, huyện An Phú, từ 7 giờ ngày 1 tháng 7 theo nguyên tắc chỉ thị số 15. Toàn huyện An Phú thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo nguyên tắc chỉ thị số 16. Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn. Về tình hình cung ứng vaccine trong hôm nay, nước ta sẽ tiếp nhận thêm vaccine phòng Covid-19 do Nhật viện trợ. Số vaccine này nằm trong khuôn khổ 1 triệu liều vaccine phòng Covid-19 mà chính phủ Nhật Bản dành tặng Việt Nam, được chuyển đến Việt Nam hai đợt vào hôm nay và ngày 8 tháng 7 sắp tới. Trước đó, Nhật Bản đã viện trợ Việt Nam gần 1 triệu liều vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca. Như vậy, cùng với lô vaccine này, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam gần 2 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của hãng AstraZeneca. Mời quý vị đến với tin tức về dịch bệnh trên thế giới. Theo Reuters mới đây, trong 2 ngày liên tiếp Thái Lan vừa ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 chạm ngưỡng cao nhất là 57 ca. Hiện nay, chính quyền xứ sở Chùa Vàng đang vật lộn để dập tắt làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ ba. Dữ liệu này được đưa ra khi Thái Lan đang tái khởi động ngành du lịch tại đảo Phuket, nơi có ít trường hợp mắc bệnh hơn so với đất liền, sau khi chính quyền Thái Lan ưu tiên tiêm phòng cho người dân trên hòn đảo này. Theo kế hoạch ban đầu, khách du lịch nước ngoài sẽ được tiêm vaccine COVID-19 để hoàn thành các yêu cầu kiểm tra dịch tễ và tự do di chuyển quanh đảo. Sau 14 ngày, nếu không có dấu hiệu mắc bệnh thì họ có thể đi đến những nơi khác. Theo ước tính, Thái Lan đã mất khoảng 50 tỷ đô la doanh thu du lịch vào năm ngoái vì lượng khách du lịch nước ngoài giảm đáng kể. Hòn đảo Phuket bị ảnh hưởng nặng nề bởi người dân trên đảo mất việc làm và nhiều cơ sở phải đóng cửa. Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận gần 4.800 ca nhiễm mới, hơn 50 người đã tử vong. Mới đây, một bộ trưởng cấp cao của Indonesia cho biết chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp nhằm kiểm soát COVID-19, bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai 2 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 7. Theo dữ liệu được cung cấp, trong những tuần vừa qua, Indonesia ghi nhận hàng loạt các trường hợp nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, ông Alanga Hartato cho biết. Các biện pháp chặt chẽ sẽ được thực thi theo quy định của pháp luật, và đồng thời chính phủ đang xem xét áp dụng trên toàn bộ các đảo Java và Bali. Với sự nỗ lực giảm thiểu một nửa số ca nhiễm hiện tại, chính phủ Indonesia đang đề xuất các lệnh hạn chế cứng rắn hơn đối với việc di chuyển của người dân, cũng như dừng hình thức ăn tại chỗ và đóng cửa trung tâm mua sắm và các cửa hàng không cần thiết. Tổng thống Joko Widodo cho biết cần có những lệnh hạn chế chặt chẽ hơn do số ca nhiễm tăng đột biến, và tỷ lệ sử dụng dương bệnh tại các bệnh viện cũng tăng đáng kể, lên đến 72%. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tiếp tục tăng cường tiêm chủng để ngăn chặn sự bùng phát của 1 triệu liều mỗi ngày bắt đầu vào tháng 7 và 2 triệu liều vào tháng 8. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận gần 22.000 ca nhiễm mới. Mới đây, nhà chức trách bang New South Wales của Úc cho biết, trong 3 ngày liên tiếp, họ đã phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Điều này dấy lên sự lo lắng về đợt bùng phát tiếp theo. Theo số liệu do các quan chức đưa ra thì có đến một nửa trong tổng số 24 ca nhiễm mới được phát hiện khi Sydney đã bị phong tỏa trong vòng một tuần để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh. Thủ hiến bang New South Wales, bà Gadi cho biết, ngay khi thành phố đã phong tỏa thì vẫn có nhiều người đang có triệu chứng nhưng vẫn hoạt động bình thường và lây virus cho người khác. Đây là lần đầu tiên Úc đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh phức tạp nhất từ trước đến nay do biến chủng Delta. Các thành phố lớn như Sydney, Perth, Brisbane và Darwin đã áp dụng các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau thời gian Úc đã gần như kiểm soát được dịch. Tổng số ca nhiễm mới trong đợt bùng phát gần đây ở New South Wales là 200 kể từ khi ca đầu tiên được phát hiện cách đây hơn 2 tuần. Bang Queensland đã phát hiện hai trường hợp địa phương mới, ba trong số đó nhiễm biến thể Delta. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Mexico vừa công bố, các ca tử vong thực tế do Covid-19 ở nước này có thể cao hơn 60% so với con số đã được xác nhận trước đó. Theo thống kê mới nhất cho chính phủ Mexico công bố trong giai đoạn kể từ khi đại dịch bùng phát cho tới ngày 23 tháng 5, Mexico ghi nhận tổng cộng có 351.376 ca tử vong vì Covid-19, tăng 58,5% so với con số đã được công bố trước đó là 221.647 ca. Số liệu đã được cập nhật khi Bộ Y tế kiểm tra giấy chứng tử của các bệnh nhân. Sau khi Bộ Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh vào thứ tư, ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 chính thức ở quốc gia này là 2.519.269 người và số người chết là 233.047 người. Trong 24 giờ qua, Mexico ghi nhận hơn 5.700 ca nhiễm mới. Vừa qua chính phủ Pháp quyết định tiếp tục kéo dài các lệnh hạn chế đi lại và tụ tập ở một số khu vực, khi cố vấn khoa học của nước này dự đoán đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư có thể xuất hiện do có mặt của biến thể Delta. Theo chia sẻ của các chuyên gia khoa học, biến thể Delta có khả năng lây nhiễm nhanh hơn các biến thể khác, nhiều ca nhiễm mới do nhiễm biến thể Delta ở các nước trên thế giới, buộc chính phủ nhiều nước yêu cầu người dân hạn chế đi lại. Người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Atta cho biết, sự xuất hiện của biến thể Delta ở vùng Landes thuộc nước Pháp là nguyên nhân bắt buộc quốc gia này phải kéo dài các biện pháp giãn cách. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Pháp ông Olivier Véran cũng cho biết vào đầu tuần này, có khoảng 20% ca nhiễm mới là mắc biến thể Delta. Giới cố vấn khoa học thì bày tỏ sự lo ngại khi tốc độ lây lan khó kiểm soát của biến thể Delta sẽ khiến Pháp có nguy cơ bước vào đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Các cơ quan y tế Pháp đã báo cáo hơn 2.400 trường hợp COVID mới trong 24 giờ qua và đã có hơn 111.000 ca tử vong, số lượng đứng thứ 9 trên thế giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin COVID-19 ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo được phát sóng trên các nền tảng của FBNC.